Chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo cách dạy bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt theo một số phương pháp rất thú vị. Đó là phương pháp trò chơi, đóng kịch và một số phương pháp phụ tiếp theo là thảo luận nhóm, diễn giảng, trao đổi, trả lời các câu hỏi. Bài học phong cách ngôn ngữ sinh hoạt diễn ra trong 2 tiết. Tuy nhiên thì bài học này khá là ngắn và đậm chất tính chất lý thuyết. Nếu mà chỉ dạy theo đúng như sách giáo khoa thì sẽ gây nhàm chán. Và hơn nữa thì bài này còn có một đặc trưng là gắn liền với cả đời sống sinh hoạt thường ngày. Do vậy chúng ta dễ dàng có thể đưa ra những câu hỏi hoặc là đóng kịch gần gũi với đời sống. Từ đấy thì tôi sẽ tổ chức bài này theo những phương pháp. Thứ nhất là trong tiết đầu tiên. Tiết đầu tiên chúng ta tìm hiểu về ngôn ngữ sinh hoạt, tôi sẽ tổ chức theo phương pháp đóng kịch. Cụ thể ở đây, tôi sẽ cho học sinh đọc trước một đoạn văn trong sách giáo khoa, đoạn văn dữ liệu để học sinh hiểu về tình huống sinh hoạt mà các em có thể gặp phải trong đời sống. Sau đấy thì các tổ sẽ diễn kịch về những tình huống các em gặp phải trong cuộc sống và đặc biệt phải liên quan tới lời ăn tiếng nói. Sau khi các tổ diễn xong thì yêu cầu tổ trưởng của các tổ lên để thuyết trình lại mục đích của phần diễn và rút ra bài học về lời ăn tiếng nói. Từ đấy thì cuối cùng giáo viên sẽ tổng kết xem là nhóm nào là nhóm diễn tốt nhất được nhận bình bầu của lớp. Và đương nhiên sau đấy cũng phải rút ra ngôn ngữ sinh hoạt là gì. Phần này chúng ta sẽ tổ chức làm trong khoảng độ 25 phút. Điểm hay nhất chính là các em được trình diễn lại những tình huống mà các em gặp phải trong đời sống. Nó sẽ rất là đa dạng, phong phú và ngôn ngữ cũng thế sẽ rất đa dạng. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng học sinh sang tìm hiểu phần thứ hai, rút ra những biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt. Nó có thể ở dạng nói hoặc dạng viết. Hoạt động thứ ba là đọc ghi nhớ. Và cuối cùng, qua tất cả những phần trên thì ta sẽ cho học sinh luyện tập. Tiếp theo sang tiết số 2. Tiết số 2 chúng ta phải tìm hiểu đặc trưng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Phần này thì chủ yếu là lý thuyết. Vậy thì chúng ta sẽ cho học sinh làm việc như sau. Thứ nhất, ta sẽ yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa trong vòng 10 phút. Giáo viên sẽ kiểm tra việc đọc của học sinh. Sau đấy, hoạt động số 2, đây hoạt động chủ đạo và hay nhất, chính là chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi rung chuông vàng để tìm hiểu về kiến thức, đặc trưng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Ở đây, giáo viên sẽ làm theo đúng như là mô típ của chương trình rung chuông vàng. Cụ thể, giáo viên sẽ đặt ra những câu hỏi liên quan tới bài học, cứ đặt lần lượt. Những câu hỏi mà tôi nêu ra có thể ví dụ như sau. Các em hãy cùng chú ý đến cuộc hội thoại trong tiết học hôm nay và trả lời các câu hỏi dưới đây. Thứ nhất, cuộc hội thoại diễn ra giữa ai với ai? Thứ hai, thời gian diễn ra cuộc hội thoại là gì? Thứ ba, địa điểm diễn ra cuộc hội thoại là gì? Thứ tư, mục đích của cuộc hội thoại này ra sao? Thứ năm, tìm khẩu ngữ trong câu. Nào, chúng ta nhanh gọn nhẹ lên. Thứ 6, tìm một câu cảm trong lời nói của giáo viên. Thứ 7, giọng nói của bạn nam khác gì bạn nữ? Đây là một số những câu hỏi mang tính ví dụ, còn tùy vào dữ liệu thầy cô giáo tìm và trình độ của học sinh mà chúng ta có thể đặt câu khó hơn hoặc dễ hơn. Và chú ý là lên có thêm một số câu dự phòng. Còn khi học sinh trả lời được hết những câu dễ thì chúng ta phải có một số câu khó để làm những thao tác lại bớt học sinh đi. Chọn ra một số bạn, một số tổ mà trả lời tốt nhất. Còn học sinh ngay khi nhận được một câu hỏi của giáo viên thì các em sẽ phải làm thao tác là ghi đáp án ra giấy và giơ lên. Các tổ sẽ lần lượt trả lời câu hỏi như thế cho khi loại hết được tất cả các thành viên trong lớp, chỉ để lại một hai bạn thôi. Và chú ý là sau khi mà trả lời xong thì giáo viên mới đưa ra đáp án. Từ đó thì bạn học sinh nào sai sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Và bạn nào, tổ nào còn trụ lại được đến cuối cùng với cuộc chơi này sẽ là người chiến thắng. Từ đấy thì chúng ta sẽ nhấn mạnh lại về đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy chúng ta đã ghi ra một list câu hỏi. Nhưng mà ba câu đầu là nói về tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Câu tìm khẩu ngữ và câu cảm là nói đến tính cảm xúc. Còn câu cuối cùng, giọng nói của bạn nam khác gì bạn nữ, là nói đến tính cá thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
Từ đấy thì chúng ta đi vào phần cuối cùng, hoạt động thứ ba, luyện tập. Ta sẽ cho học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa. Đấy là một số những gợi ý của tôi về việc tổ chức buổi học theo phương pháp rất tiến bộ, đấy là phương pháp trò chơi và đóng kịch. Mong thầy cô giáo sẽ áp dụng thành công để đem lại cho học sinh tiết học thú vị. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo.